Thế nhưng mà riêng bản Ambit thì khoảng độ từ 4 đến 5 lít. Cảm giác như kiểu lúc đầu anh em mình mới vào xe ấy. Chạy không mắc gì một con xe thuần điện. Lựa chọn một sản phẩm với công nghệ mới chắc chắn chưa bao giờ là điều dễ dàng, hay thậm chí là còn có chút mạo hiểm, đặc biệt là đối với những sản phẩm có giá trị về vật chất và an toàn cao như ô tô. Và chính tôi cũng đã từng có suy nghĩ như vậy với chiếc xe của mình, Toyota Cross HV. Và để đưa đến cho mọi người những cái nhìn thực tế nhất về việc sử dụng xe hybrid tại Việt Nam, tiêu biểu là Corolla, Altis và Cross, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau gặp hai người bạn của xe hay và đồng thời cũng là những vị chủ nhân của hai chiếc xe kể trên để xem họ đánh giá thế nào về chiếc xe của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bính Thìn. Hiện nay mình đang sử dụng chiếc Toyota Altis Hybrid. Xin chào các bạn, mình là Thanh Tùng. Mình đang sử dụng chiếc Toyota Cross bản HV. Trước khi mình quyết định mua xuống tiền để mua con Altis này thì mình đã cân nhắc rất nhiều những dòng xe, ví dụ như là Mazda 3, Kia. Trước khi em mua con Cross này thì em có phân vân giữa con này với cả con Ford Everest bản 4x2. Sau khi tìm hiểu thì mình thấy công nghệ của Toyota hiện nay cũng đã nâng lên một tầm mới, rất nhiều những công nghệ. Sau đó mình cũng tìm hiểu tương đối kỹ và quyết định lấy con Altis. Thế trước đây Tùng đã sử dụng qua chiếc xe nào chưa? Trước đây em sử dụng qua chiếc Camry 2013. Camry 2013. Vâng. Con Cross này có bản hybrid xăng lai điện thì em thấy nó rất là tiết kiệm cho người sử dụng. Thực ra thì về dòng hybrid thì hiện nay ở Việt Nam mới đưa về thôi, nhưng còn thì ở trên thế giới đã sử dụng cũng từ rất lâu rồi. Và cái thứ hai nữa thì về bản thân cá nhân thì mình cũng muốn là sau khi mà Toyota đưa bà hybrid vào Việt Nam thì mình muốn rất muốn được trải nghiệm để được tiếp cận với cái công nghệ mới của Toyota. Tức là mình lựa chọn HV chỉ vì là hybrid. Đúng rồi anh. Anh thì trước khi mình mua chiếc Altis Hybrid này thì mình có lăn tăn điều gì không anh? Có, nhưng chỉ một chút thôi. Có chứ anh, em bỏ gần cả 1 tỷ ra thì em phải suy nghĩ nhiều đêm chứ anh. Mình có một chút đắn đo vì lý do là đây là công nghệ mới. Khi đưa vào thì mình tiếp cận, lần đầu tiên được tiếp cận, mình cũng có một chút băn khoăn về cái công nghệ này, cũng phải tìm hiểu xem nó như thế nào, sau đó mới quyết định mua. Các cái băn khoăn đấy đó là cái động cơ hybrid đấy thì sẽ hoạt động theo cơ chế như nào anh ạ? Lúc đầu tiên em cũng tìm hiểu thông qua một số người và cái động cơ hybrid là kiểu chạy xăng lai điện. Tức là mình sẽ băn khoăn về vấn đề không biết là nó vận hành như thế nào đúng không? Có khác so với những cái xe xăng trước đây em đã từng đi không? Mới cả cái thứ hai đó là về cái pin anh ạ. Việc là cái pin đấy sẽ được trong bao nhiêu năm? Trong bao năm? Có đắt không? Có đắt không rồi. Thực ra Tùng là giống mình vì là trước khi mình mua Cross HV, mình cũng băn khoăn vấn đề đấy. Vì thực ra nó vẫn là một cái xe tương đối là mới ở Việt Nam. Đồng ý là ở trên thế giới thì Toyota họ đã tham gia vào lĩnh vực xe hybrid rất là lâu rồi, nhưng ở Việt Nam mình vẫn còn mới. Hơn nữa là mua một cái ô tô xong mà pin mà nó có vấn đề là cũng sẽ rất đau đầu. Thế cụ thể thế thì sau cái quãng thời gian sử dụng như thế thì những cái băn khoăn đấy đã được giải quyết hay chưa, hay vẫn còn đang vướng mắc? Sau khi tìm hiểu thì thấy là cái công nghệ này đã được áp dụng ở trên thế giới rất nhiều nước rồi, cho nên là mình cảm thấy yên tâm. Cái lúc đầu tiên mà em nổ máy, em đi xe thì nó chạy bằng điện, chạy rất là êm anh ạ. Đứng ở trên quan điểm của người đã sử dụng rất nhiều loại xe rồi, xe xăng có, đúng không? Thì em muốn hỏi anh là anh có thấy cái sự khác biệt nào hay một cái sự gọi là khó khăn nào trong việc sử dụng một cái sản phẩm hay một cái xe hybrid không? Một câu hỏi rất hay. Cái dòng hybrid với lại cái dòng xe xăng thuần xăng ấy thì mình thấy là như này, xe thuần xăng thì nó là cái dòng xe truyền thống mà mình đã sử dụng rất nhiều lần và rất nhiều loại xe. Nhưng bắt đầu chuyển sang dòng hybrid ấy thì mình thấy như này,
đầu tiên cảm giác đó là khi đề lên thì xe không có tiếng nổ, rất là im. Và khi mà lên thì chuyển động, dòng xe Hanbit khi chuyển động bắt đầu lăn bánh thì vẫn là điện, thuần điện. Sau đó mình tăng tốc thì lúc đó thì xăng mới kết hợp với điện. Lúc đó thì mình thấy cái tiếng xe của xe chuyển động ấy thì rất là nhẹ nhàng, rất êm ái, và mình cũng tiếp cận khá dễ dàng. Không có một cái khó khăn nào anh ạ, tại vì cái con động cơ hybrid này của con Toyota Corolla này chạy không khác gì một con xe xăng bình thường. Thỉnh thoảng nó kiểu nó sự luân chuyển giữa điện và xăng khi mà mình giảm tốc thôi. Thế mà mình không thấy cái sự khó khăn đúng không? Vâng. Đúng, vì thực ra bản thân anh cũng đang chạy, vì anh cũng công nhận một điều là tất cả mọi thứ là tự động. Vâng. Anh em mình không phải can thiệp. Không phải can thiệp gì ạ. Nói chung là máy tính tự động hết. Hoàn toàn xử lý cho mình là lúc nào pin, lúc nào xăng, và có một cái là cái cơ chế chuyển của nó rất là êm. Vâng. Thế là mình gần như mình không biết. Và trước khi mua một cái mẫu xe mới, và đặc biệt là như kiểu hybrid, thì nó sẽ lăn tăn cả đến vấn đề liên quan đến sử dụng và về giá. Anh tìm theo những cái gì tìm hiểu của anh thấy sao về chi phí này? Cái giá trị mang lại của Hanbit đó là gì? Đó là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng còn cái lăn tăn đó là gì? Đó là cái pin của hãng. Thì theo như tìm hiểu của mình thì là rơi vào tầm khoảng 90 triệu. Đây cũng là một con số phải suy nghĩ. Xong thì cái Hanbit đem lại cho mình đó là gì? Đó là cái giá trị sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu. Cho nên là mình vẫn quyết định là lấy Atit Hanbit. Mình thấy về mức độ tiêu hao nhiên liệu thì sao anh? Nó có chênh lệch so với cả những chiếc xe xăng trước đây mà anh đã tự sử dụng không? Cái này thì rất là rõ rệt. Bởi vì là xe xăng nếu như mà vẫn bản Atit mà 1.8 của đời trước ấy, thì chắc chắn nó rơi tầm khoảng độ 7 đến 8 lít tùy theo người lái. Thế nhưng mà riêng bản Hanbit thì khoảng độ từ 4 đến 5 lít. Thế là anh thì hôm nay là chân nhỏ hơn chân em. Vì bản thân em chạy Cross V nhá, nó rơi vào khoảng 5 lít rưỡi hoặc là nhìn khoảng 5 lít 7. Thế còn về vấn đề chi phí bảo dưỡng thì sao? Bảo dưỡng thì đi hết khoảng tầm 1 vạn. Thì lần đầu tiên em bảo dưỡng là 3.000 cây, lần thứ hai là 5.000 cây. Thì theo cái chính sách của hãng thì đều là miễn phí. Nhưng mà em thấy là về phần chi phí bảo dưỡng thì rất là rẻ anh ạ. Tại vì một lần khoảng tầm đến 5-600.000 thôi. 5-600.000. Vâng. Hai cái lần đầu tiên bảo dưỡng của anh thì cái chi phí nó cũng chỉ loanh quanh tầm 600-700.000. Và anh cũng có tham khảo các cái mốc tiếp theo, thì cá nhân anh nhá, cũng có tham khảo các cái mốc tiếp theo tầm 2-3 vạn thì loanh quanh cũng chưa thể đến 2 triệu được. Nó cũng chỉ tầm 1.5 triệu. 1.5 triệu thôi. Hết rẻ lắm anh ạ. Rất rẻ. So với cả một cái xe xăng bình thường thì thậm chí, tức là về chúng ta vẫn sẽ có được là hai cái động cơ xăng giống nhau này, nhưng mà nó vẫn rất rẻ hơn. Mặc dù là nó có thêm cái công nghệ mới. Và công nghệ mới động cơ điện, động cơ hybrid. Thế còn về lái chiếc xe này đi, chiếc Atit này thì anh thấy nó như thế nào? Anh về sức mạnh này, về cái phần độ siết vô lăng này, về cái tầm quan sát của anh, độ thoáng, độ rộng thì anh thấy nó như thế nào? Về cảm giác lái. Cảm giác lái của Atit thì hiện nay là rất là tốt, nhẹ nhàng, êm ái. Tầm quan sát thì hiện nay thì rất là rõ, gương thì đã đẩy về phía sau, đã có... Nó có một cái khe thoáng. Khe thoáng. Chỗ A đúng không anh? Lắp capo thì đã được tinh chỉnh hạ xuống. Thấp xuống. Thấp xuống, dễ quan sát. Nhưng mà tầm nhìn là bao quát. Tầm nhìn bao quát, rất là dễ. Cảm giác lái thì em thấy con này nó có cái chức năng là điện đấy anh ạ. Nó rất là êm. Và cảm giác như kiểu lúc đầu anh em mình mới vào xe ấy. Chạy không bao giờ một con xe thuần điện. Đúng, lúc này là cơ chế hoàn toàn là điện. Cơ chế hoàn toàn là điện mà anh. Mà anh thích cái là mình sẽ không cần phải can thiệp, hoàn toàn tự động hết. Tất cả điều phối, sạc sùng là sạc xe nó đều là xe tự động hết. Không phải cần phải dây dợ đúng không? Không cần ổ điện. Không, đấy. Không phải cắm sạc hay là... Đấy là một cái tiện, vì thực sự là ở Việt Nam mình không phải nhà nào cũng có gara trong nhà. Đó, nên là những cái xe hybrid mà cơ chế tự sạc này nó rất là tiện. Mình không cần phải quan tâm đến vấn đề điện nó như thế nào, tất cả là hoàn toàn tự động. Ở trên chiếc Toyota Cross bản HV này là nó có cái hệ thống an toàn là Toyota Safety Sense, với đầy đủ những cái tính năng về mặt hỗ trợ lái, ví dụ như là giữ làn này, bám đuôi này, cruise control, ga tự động, phanh tự động khẩn cấp. Thì em thấy những cái tính năng này nó có thiết thực hay không, và em hay sử dụng nó không?
Em thấy đấy, ví dụ em là một người hay đi đường trường mấy cả hay đi xa thì mấy cái tính năng này nó rất là an toàn cho em. Vì nhiều lúc anh em mình đi xe rất là có một số cái mất tập trung, mấy cả bị hay bị buồn ngủ ấy. Nên là có mấy cái tính năng này nó giúp em kiểu đi an toàn hơn. Nó nhàn hơn. Thế còn về những cái liên quan tới việc sử dụng của mình, có một cái vấn đề nào đó trong suốt cái thời gian vừa qua anh cho nó là cần phải cải tiến không anh? À, với hoặc là một cái nhược điểm gì đấy đi. Rồi, với Atip này thì tất nhiên thì điểm cộng thì rất nhiều, nhưng mà điểm trừ thì theo cá nhân ấy thì mình thấy như này. Thứ nhất là điểm trừ của Atip đó là tiếng ồn của Atip thì chưa khắc phục được triệt để. So với những dòng xe hạng C thì Atip như thế là độ ồn là ổn. Nhưng mà mình muốn hãng cũng khắc phục tốt hơn vào những dòng đời tiếp theo là triệt để về độ ồn của bốn lốp mà vào khoang lái, hộp bánh xe. Rồi. Em muốn giảm bớt tiếng ồn trong xe. Cái này anh cũng công nhận với em, vì bản thân như chiếc Cross anh đang chạy thì cái cách âm từ bề mặt đường có thể cải thiện hơn nữa. Còn gì nữa không? Khi em qua các cái chỗ mà đường bị sóc, bị gồ ghế thì em thấy xe hơi bị sóc. Do cái thụ. Do cái giảm sóc. Do cái giảm sóc. Đúng. Nó sẽ hơi cứng một tí, hơi bị cứng một tí. Nhưng mà được cái cũng ở trong cái độ cứng của cái giảm sóc thì cũng nhận ra và có một cái điểm cộng ở trên chiếc Cross này, không biết Tùng có để ý không, đó là toàn bộ cái dao động nó được xử lý tương đối là gọn và mình cảm giác cái xe nó chắc chắn. Thế nếu ở trên thang điểm 10 đi, anh thì hôm nay sẽ chấm chiếc xe của mình mấy điểm? Với một cách công tâm nhé anh nhá, không đặt ở trên góc độ là mình mua xe là mình yêu xe đâu. Nếu như mà để mà chấm trên thang điểm 10 của Atip thì mình sẽ chấm được 9 điểm rưỡi. Em cũng sử dụng qua một vài xe rồi em biết thì em chấm 8.5 trên 10, số điểm đã là cao. Em rất cảm ơn anh Thì, rất là cảm ơn Tùng vì đã bớt chút thời gian cùng với em và khán giả của Xe Hay về chiếc Cross HV mà Tùng đã sử dụng, về chiếc Corolla Atis Hybrid. Không biết mọi người thấy sao về Hybrid của Toyota cũng như là Cross và Atis phiên bản Hybrid thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.